quý vị, do nợ nần chồng chất, ba thành viên cùng chí hướng của hội những người vỡ nợ muốn làm liều đã lên kế hoạch cướp tài sản tại các đại lý thu mua nông sản ở Đắk Lắk. Thế nhưng, chưa kịp làm liều thì cả ba bị lực lượng, lượng chức năng ngăn chặn kịp thời. Ngày 21 tháng 2 năm 2023, thông tin từ Công an huyện Cờ Rông Năng tại tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ba bị can để điều tra về hành vi cướp tài sản. Các bị can gồm có Dương Hoàng Kiên, 28 tuổi, trú xã Ea Tam, huyện Cờ Rông Năng, Trần Văn Tường, 22 tuổi, trú huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Phạm Văn Tuân, 38 tuổi, trú huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trước đó, Công an huyện Cờ Rông Năng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk ngăn chặn kịp thời 3 bị can này chuẩn bị hung khí để đi cướp tài sản. Cụ thể vào ngày 10 tháng 2, công an huyện Cờ Rông Năng phát hiện trên mạng xã hội có nhóm mang tên Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" gồm nhiều thành viên ở các tỉnh thành khác nhau để lại những bình luận với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Cờ Rông Năng phát hiện một số người trong nhóm còn nhắn tin hẹn tập trung đến địa bàn huyện Cờ Rông Năng dùng hung khí tấn công, cướp tài sản các đại lý thu mua nông sản rồi trốn sang Campuchia. Sau đó, công an huyện Cờ Rông Năng đã báo cáo vụ việc lên ban giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk để xin ý kiến chỉ đạo và lên kế hoạch ngăn chặn những người này gây án. Đến khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 2, lực lượng công an đã bắt giữ Dương Hoàng Kiên, Trần Văn Tường và Phạm Văn Tuân khi nhóm này đang chuẩn bị hung khí như kích điện, xà beng, cưa tay để tấn công cướp tài sản một đại lý thu mua nông sản ở xã Đờ Lê Gia thuộc huyện Cờ Rông Năng. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Tuân khai trước đó nợ khoảng 19 tỷ đồng do đánh bạc, bị chủ nợ đòi nhưng không còn khả năng trả. Vào đêm 30 Tết Quý Mão vừa qua, Phạm Văn Tuân nhảy cầu tự tử ở Bình Dương được công an cứu kịp thời. Thời gian gần đây, Phạm Văn Tuân tình cờ đọc được thông tin về hội những người vỡ nợ muốn làm liều nên lên Đắk Lắk tham gia nhóm để cướp tài sản. Còn Dương Hoàng Kiên khai nhận đang nợ gần 100 triệu khi vay tiền trên các ứng dụng, không có tiền trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền trả nợ. Còn Trần Văn Tường đang nợ khoảng 40 triệu đồng do vay mượn. Trần Văn Tường cũng đang là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh những thông tin mới nhất sẽ được báo thanh niên liên tục cập nhật tại thanh niên vn và trên kênh youtube báo thanh niên kính mời quý vị đón theo dõi quý vị cũng đừng quên bấm like đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh youtube báo thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất